Anh em rất vui khi đã gặp lại. Em là Tiến, đến từ sơ đồ Smile. Hôm nay sẽ hỗ trợ mình chỉnh giờ một chiếc G-Shock với mã GA110 ha. GA110 đây. Ta sử dụng máy năm module 5146. Thì tất cả các thông số về máy hoặc là giá cả thì em sẽ để ở trong phần mô tả của video này. Còn trong video này em sẽ tập trung tối đa thời gian để giới thiệu mọi người cách chỉnh một chiếc đồng hồ ha. Trong quá trình mình xem sơ qua bộ vỏ đợt này làm rất đẹp. Kiểu như quân đội anh em, mà màu xanh dương và sẽ xen kẽ giữa những chấm sáng và tối quẹt màu lên trên, quá đã luôn. Ở trong một số của nguyên trang luôn nè, những cái vệt màu lên rất là ok. Rồi chúng ta sẽ hỗ trợ, trước mắt thì chúng ta sẽ chỉnh lệch kim trước nha. Kiểm tra con này thì chưa có lệch, nhưng mà nếu mà con này bị lệch thì anh em chỉnh như sau. Nó hơi tối một xíu em sẽ quay qua cho nó ánh sáng ha. Rồi bấm nút dưới, bấm nút forward giữ luôn khoảng tầm 4 giây. Đó, tiếp một cái thì nó là hiển thị ở đây là chữ HS là handset để mình chỉnh kim ha. Và cái sub đây là cái sub đầu nhỏ nhỏ này nè, nó đang chỉ với vị trí 50, thì anh em có thể nút reserve và forward ha để chỉnh lên xuống. Đó à, nó không có được forward, nó chỉ có được một chiều thôi. Thì cái này chỉnh đúng thì sẽ nằm ở vị trí 50 nha. Em sẽ quay vị trí 50 cho anh em. Em cứ ngỡ là nó sẽ được quay hai chiều, nó quay có một chiều thôi. Nhưng mà sẽ hơi lâu một xíu. Ok, rồi. 50 là đúng nha anh em. Rồi bấm mode. Nó hiện 0, 0, 0. Ở đây là khi kim phút, kim giờ này nó sẽ quay về, nếu mà nó không đúng thì anh em sẽ quay về vị trí thẳng đứng hết, kim phút kim giờ ở vị trí 0 giờ ha. Để cùng em sẽ tua nhanh qua những cái đoạn này hết cho mình. Đó, như thế này là nó đang đúng và chuẩn kim. Trường hợp mà anh em đang bị lệch thì anh em cứ chỉnh tới chỉnh lui thôi, cứ reserve để giảm và forward để tăng ha. Cứ bấm giảm giảm như nè, bấm tăng lên, bấm giữ luôn để nó chạy luôn. Nó y chang như cái con Citizen này hướng dẫn mọi người đó. Là xong, khi mà anh em chỉnh xong thế này đây là nó thẳng kim cho mình. Ok, thì bấm nút adjust để chấp nhận lệnh này. Tiếp theo sẽ là chỉnh giờ. Thì để chế độ nguyên bình thường của nó, đây hiển thị có thứ nè, rồi có giờ ha, ngày tháng ở đây. Đây là ngày tháng ha. Ta sẽ bấm nút trên adjust giữ luôn khoảng tầm 3 giây, nghe tít một cái là được. Đó, đây hiển thị là Tokyo, múi giờ mặc định của máy thường thường nó sẽ là Tokyo ở nơi của nó luôn. Rồi bấm reserve, tại Tokyo là cộng 9, mình lùi lại về cộng 7 của mình nha. Múi giờ mình sẽ sử dụng chung với múi giờ của Bangkok là BKK. Đây, BKK cho anh em ha, tình cờ nó hơi dính chút xíu này, coi chịu khó coi giúp em nha. Rồi xong bấm mode là chỉnh xong múi giờ, rồi mode chỉnh thì nó sẽ chỉnh được DST là Daylight Saving Time. Thì cái này ta sẽ để up bởi vì nó sẽ trước một tiếng thôi. Cái này thì mình không có dùng tới đâu, Việt Nam không dùng tới cái này, bỏ qua. Rồi 24 hoặc là 12 hay hoặc 24 giờ nha. Đó, 24 hoặc là 12. Rồi mod tiếp, giây, giờ. Này là chỗ chữ B này nè ha, 3 giờ chiều đó. Phút, 5, rồi tháng, rồi tới ngày. Anh em chỉnh xong hết tất cả những cái này rồi, mình nó sẽ trở về lại cái này là light time nha, thời gian sáng của đèn. Thì anh em có thể để 1 giây, 3 giây hoặc 5 giây. Em sẽ để lại chế độ bình thường của nó là 1 giây nha. Rồi mở tiếp, nó sẽ về BKK, thì anh em bấm một cái để nó chấp nhận lệnh nha. Là xong, cái quan trọng nhất là hai cái đó là chỉnh lệch kim và chỉnh giờ cho anh em. Là như đó là anh em đủ để chỉnh con đồng hồ để dùng ha. Còn những tiếp theo em sẽ làm những cái về tất cả mọi thứ của nó thôi. Tóm tắt trước cho anh em nè, nó sẽ như một cái điện tử bình thường vậy đó. Nó sẽ có stopwatch, timer, TMR, timer đếm lùi nè, stopwatch đếm tới, timer đếm lùi, rồi work time, giờ quốc tế,
ta sẽ chỉnh được giờ quốc tế ở đây, ta sẽ xem giờ quốc tế ở đây. Rồi a alm là alarm, alarm thì sẽ có a 1 2 3 4 rồi sig, những cái đó sẽ nói sau. Nó sẽ đại khái nó sẽ y chang như một chiếc điện tử bình thường, em phải thấy gì thôi, nó không khác gì hết. Theo sẽ tới chế độ bấm giờ thể thao, em bấm nút mối một cái để chuyển qua stopwatch ha, STW. Thì cái này anh em sẽ để ý là mình sẽ có hai chế độ SPL và một cái bấm adjust ha, chuyển qua LAB. Thì LAB sẽ là chế độ đo thời gian theo vòng, có nghĩa anh em hình dung nó sẽ là khi anh em chạy đi, anh em chạy 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 xe và chạy một mình nha, thì một mình anh em chạy được một vòng bấm giờ cái xong mà tự động cái máy nó sẽ trả về không, rồi anh em chạy thêm vòng nữa bấm giờ cái nữa. Rồi em bấm đèn cho anh em cùng coi nha, là chế độ chạy một người nè, em nói cho anh em dễ hiểu, không thôi là anh em sẽ hơi bị sóng não á. Lát trước nha, rồi bấm forward để bắt đầu đếm nha, nó sẽ đếm phần ngàn giây giây phút rồi giờ ở trên đây nha. Rồi anh em bấm nút adjust nó sẽ dừng lại, em dụ như anh em chạy được một vòng à, bấm thì mặc định máy gì bữa nay tiếp tục chạy nha anh em, nhưng mà nó chạy sẽ không, xong nó chạy lên tiếp, bấm adjust tiếp nè 8 giây rồi nó sẽ trả về không, nó chạy lên tiếp là em đang chạy ở vòng thứ ba. Khi anh em muốn dừng lại vòng thứ ba, vòng cuối cùng dừng lại, em bấm nút dưới một cái 9 giây ha, xong mình bấm adjust là nó trả về reset không không hết toàn bộ sản phẩm, là chúng ta dừng là chế độ lab. Ta sẽ qua chế độ SPL Sleep Time á, là chế độ này là sẽ chạy ví dụ như anh em đua xe đạp đi, chạy nhiều người và anh em sẽ bấm liên tục này để cập nhật giờ ha. Rồi em sẽ bấm forward để tiếp tục đếm nè. Rồi khi chuẩn bị có một người về đích về thứ nhất thì anh em bấm dừng lại một cái để anh em ghi giờ, bấm dừng lại ghi giờ thì cái máy này nó vẫn đếm tới nha, thằng lát thì nó trả về không, trả về số không, còn thằng thằng này nó sẽ đếm tiếp tục đếm tới. Anh em bấm adjust tiếp nó sẽ cộng thêm nè, thấy không, rồi đếm tới tiếp cho mình, trả ra đếm tới trả ra ha. Còn muốn người cuối cùng người đích rồi thì anh em bấm nút trên một cái dừng lại, rồi trả về không, adjust trả về không. Rồi ở đây nó có cái vòng nhỏ này, thấy nó quay vòng 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 ha, cái này dùng để đo giờ, đo vận tốc trên đoạn đường, không phải đo tại thời điểm mình chạy ha, mà đo trên đoạn đường. Em sẽ bấm mặt adjust giữ luôn, rồi tiếp cái nó sẽ chuyển qua mặc định của nó sẽ là số 1 nha anh em, em sẽ reserve lại đi, trả về số 1. Thì cái một này anh em để nó là một dặm hoặc 1 km tùy mình, khi mà anh em mặc định nó 1 km thì nó sẽ trả ra là km trên giờ tốc độ, còn nếu để dặm thì nó trả ra là dặm trên giờ, thì tùy mình chọn ha. Thì cái này là để 1 dặm, 2 dặm hoặc là 1 km, 2 km, em sẽ để 2 km ha, hoặc là em sẽ để forward đi tăng lên 3 km nè, mod để thêm vô ví dụ như 3,5 cây đi, 3,5 cây ha. Rồi 3,5 cây rồi mình sẽ bấm adjust lại. Rồi lúc này chúng ta sẽ bấm đếm thể thao, em sẽ bấm cho nó tua nhanh cho vòng 10 giây, 15 giây đi, 15 giây đi, chứ 10 giây chậm quá, 15 giây nhanh quá. À chuẩn bị 15 giây ha, ở dưới nó lộn nè, bấm forward nha, 15 giây dừng lại, chúng ta sẽ có một vận tốc rất khủng khiếp đây. Đây, từng cái dấu chấm của nó sẽ tương đương với lại là 100 km/h nha. Ta sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 8. Nói 8 chấm nó hiểu luôn cái ghê anh em. 800 km/h nha. Cậu này là 800 km cộng thêm cái này là 10 móc 10 là 810 km/h. Thì cái này em làm cho vui cho anh em thôi, còn em nào mà chưa rõ điểm này thì cũng comment ở dưới video nha. Mà em nói như vậy chắc là cũng là kỹ lắm rồi. Em cứ từ từ mình coi, xong mình coi lại lần nữa để mình hiểu thêm về cái phần đo tốc độ nha. Thì nó cũng vui thôi chứ mình thật sự cũng không dùng tới chức năng ở đâu anh em. Tiếp theo sẽ tới chế độ timer điểm lùi anh em ha. Bấm mod 2 lần. 1 2 TMR timer ha. Thì cái này nó sẽ có một cái đặc điểm là chúng ta sẽ tất nhiên điểm lùi điểm về không mình nó sẽ kêu tít 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 tít, thì nên bấm lúc bất cứ lúc nào nó cũng tắt. Nó giống như những cái điện tử bình thường, nhưng mà em sẽ để ý cái này cho anh em. Bấm mặt adjust trên để chỉnh ha, mình tắt giống nhau thôi. 3 giây rồi nó kêu cái tiếp một cái. Rồi anh em mod chuyển qua cái này chỉnh giờ, chỉnh phút, xong tới cái này
quan trọng là cái này nó mới tên, nó chỉ tới thôi, nghe đếm một lần rồi thôi, nó kêu một lần là nó dừng hai anh em ha. Còn nếu mà anh em bấm forward tiếp nè, anh em nào có lỡ có chỉnh năng ở chế độ này nha, đi giúp em chế độ này. Khi mà anh em để chế độ này nó vòng lặp nè, nó chạy vòng tròn, cứ 1 phút nó kêu một lần, nó kêu nhức đầu luôn á. Thì anh em nhớ forward nó một lần nữa, khi chỉnh ở đây thì chỉnh forward một lần nữa, về cho nó về lại cái mũi tên, một cái mũi tên thôi. Rồi xong chúng ta adjust nha, chú ý vụ này mấy em nha. Rồi bấm này để cho nó đếm forward là đếm ha, đếm lùi lại, không bấm nữa thì dừng lại, rồi bấm adjust để trả về. Như này không đếm nữa, tiếp theo sẽ tới là ALM cho anh em. Cái này thì nhanh thôi, ALM nó sẽ có mấy chế độ, 5 chế độ sau đó. 1 ha, bấm forward anh em ha, 2 3 4 4 chế độ. Rồi SNZ thì nó sẽ hỗ trợ mình là lặp lại trong vòng 5 phút. 5 phút nó sẽ kêu cái tiếp một một lần. Thì đang ngớp nè, để ý nha, đang ngớp nha. Rồi cái tiếp theo SIG thì sẽ lặp lại một tiếng một lần, thì một tiếng nó sẽ tiếp một lần. Thì em cũng sẽ tắt off hết cho anh em, nhớ anh em ha, off on off thì bấm này để tắt mở nha, nè bấm adjust để tắt mở nó, thì mình tắt hết không có để gì hết. Alarm cũng tắt luôn, bởi vì khi anh em dùng điện thoại thì nhớ kiểm tra hết toàn bộ cho mình coi nó có cái nào để on không. On hết thì nếu có on thì anh em bấm off về off. Rồi đó là những lưu ý quan trọng ha, anh em off về hết. Rồi phần cuối cùng của mẫu này sẽ là WT, là dòng World Time, dòng quốc tế ha. Anh em bấm off 3 lần World Time. Thì cái dòng này nó họ hỗ trợ mình được tới 48 mã thành phố, tương đương với 24 múi giờ đúng không ạ. Cứ bấm forward là mình kiểm tra ha, reserve được không, không chỉ được cái forward thôi. London nè, Paris nè, Roma nè, Berlin nè, đó nên cứ coi tới để mình coi cái múi giờ ha. Khi bấm thì các múi giờ ở dưới đây nó sẽ đếm theo, nó cộng thêm một tiếng thôi, nửa tiếng một tiếng như mình. Rồi hoặc là em bấm adjust nó chuyển qua cái ngày, nên coi cái ngày hiện tại của máy xíu thôi. Xong rồi nó chỉ có vậy thôi, cái World Time thì nó tương đối đơn giản, anh em bấm mod để trả về lại cái bình thường của mình là ngày hôm nay, giờ hôm nay của mình luôn. Thì anh em tới đây video cũng rất là dài rồi, anh em có thắc mắc gì về mẫu nào thì cũng mình bóc cho em, để em kiểm tra coi mình có chỉnh chưa thì sẽ gửi cho anh em. Nếu mà chưa chỉnh thì em sẽ làm video hướng dẫn anh em chỉnh ha. Rồi riêng các dòng điện tử anh em thấy nó chỉ có những nguyên tắc nó khá giống nhau, ở những mẫu khác ví dụ như em chỉnh con này là GA100 thì em coi GA1 ở đây nè, 110 với 110 nè, GA100 thì cũng sẽ chỉnh tương tự, mỗi mỗi thôi, nó sẽ khác nhau ở cái bố cục của cái hình ảnh thôi, chứ nó cũng sẽ y xì thôi, cách chỉnh giống nhau ha. Rồi anh em cảm ơn em đã xem hết video, rất mong nhìn một like, một subscribe từ phía anh em để em mới làm những video tốt hơn. Bye bye và xin hẹn gặp lại.